Việt Nam sửa chữa pháo phản lực BM-21 thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, nhiều đơn vị trang bị pháo phản lực BM-21 Grab đã có nhiều sáng kiến sửa chữa, bảo dưỡng, các tổ hợp vũ khí cực kỳ mạnh mẽ này. Lữ đoàn 204 Binh chủng Pháo Binh là một trong những đơn vị được trang bị pháo phản lực BM-21 Grab, một trong những loại vũ khí có sức hủy diệt cực kỳ khủng khiếp của quân đội nhân dân Việt Nam. Tất nhiên, trong quá trình sử dụng tới hàng chục năm, việc hỏng hóc là không thể tránh khỏi. Thay vì phải nhờ tới nước ngoài tập thể cán bộ, công nhân viên, đơn vị bảo đảm, kỹ thuật của đơn vị đã có nhiều sáng kiến rất hay trong việc sửa chữa BM21 Rat. Một trong những sáng kiến đó là thiết bị giá tháo bánh lớp BM21 Rat đặt trên khung gầm xe Uran hoặc Zin với những bánh lớp to lớn, nặng nề. Trước đây, mỗi khi tháo xăm lớp sửa chữa phải mất tới nhiều tiếng, thậm chí là cần 3 đến 4 người. Thì nay, việc tháo xăm lớp chỉ cần 2 người trong 15 phút nhờ thiết bị giá tháo do cán bộ nhà máy tự sáng chế. Trên bị phóng BM21 grad một trong những thiết bị ảnh hưởng tới khả năng tiêu diệt mục tiêu của đàn phản lực là lực rút chốt. Trước kia, việc sử dụng thiết bị kiểm tra lực rút chốt cũ cần tới hai người thao tác, mất rất nhiều thời gian. Nhưng nay, thiết bị mới chỉ cần một người lính thợ nhưng đảm bảo độ chính xác cao. Những sáng kiến nhỏ nhưng lại vô cùng giá trị này góp phần đảm bảo sức chiến đấu cho lữ đoàn pháo binh 204 trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Kiểm tra sự chữa động cơ xe Uran cung gầm cơ sở tổ hợp pháo phản lực BM-21 Rad. Pháo phản lực BM-21 Rad được trang bị 40 nòng pháo 122mm, tất cả 40 quả đạn pháo có thể bắn đi chỉ trong vòng 20 giây, nhưng có thể bắn từng quả một hoặc vài quả một cách nhau vài giây. Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn BM-21 có thể đồng loạt bắn tới 720 quả đạn trong vòng 20 giây vào các mục tiêu trên một khu vực rộng, nên rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh và thiết giáp nhẹ, cũng như để phá hủy hệ thống hầm hào bắn kiên cố.